Trận đấu cuối cùng tại ngoại hạng Anh trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế giữa tháng 10 sẽ chứng kiến Arsenal và Manchester City gặp nhau tại sân vận động Emirates. Cả hai đội bóng chỉ cách nhau vỏn vẹn có mỗi một điểm trên bảng xếp hạng, với lợi thế thuộc về nhà đương kim vô địch. Mặc dù dẫn đầu ở ngoại hạng Anh, nhưng trong phần lớn mùa giải 2022-2023, pháo thủ cuối cùng cũng không thể cản bước Man City 3 lần vô địch liên tiếp khi đã hụt hơi vào giai đoạn nước rút. Arsenal phần nào đó đã trả được món nợ khi đánh bại nửa xanh thành Manchester tại Community Shield vào tháng 8. Đội bóng Bắc London đã vượt qua Man City trên chấm phạt đền, sau đó có bàn gỡ hòa muộn của Lindro Chusa. Tuy nhiên ở đấu trường ngoại hạng Anh, Arsenal luôn gặp khó trước Man xanh. Cụ thể hơn, huấn luyện viên Mikel Arteta luôn bị người thầy cũ Pep Guardiola cho nếm trái đắng. Pep Guardiola đã đánh bại Arteta trong cả 7 cuộc đọ sức ở giải đấu cao nhất nước Anh, bao gồm cả cú đúp giành chiến thắng cách biệt nhiều bàn ở mùa trước. Có đó, Man City đã gây ra chuỗi trận không thắng dài nhất tại Premier League cho Arsenal trước một đối thủ. Nửa xanh thành Manchester cũng đã có bước chạy đà hoàn hảo để hướng tới trận đấu này sau khi đánh bại RB Leipzig 3-1 tại Champions League. Ngược lại, Arsenal lại để thua Lens 1-2 trên đất Pháp. Cùng với đó, ngôi sao lớn nhất của đội bóng Bukayo Saka đã gặp phải chấn thương và không thể ra sân vào cuối tuần này. Vì Saka là cầu thủ ghi bàn duy nhất của Arsenal trong hai lần chạm trán Citizen trên sân nhà gần nhất, nên huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ hy vọng một người hùng mới có thể xuất hiện vào chủ nhật. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra, Arsenal vẫn có những lý do để tự tin trước trận đấu với Man City. Trận thắng 4-0 trước Bournemouth cuối tuần trước trên sân Vitality đã kéo dài chuỗi 7 trận bất bại của Arsenal ở mùa giải mới ngoại hạng Anh. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc London làm được điều này kể từ mùa giải 2007-2008. Pháo thủ là một trong hai đội chưa thua trận đấu nào ở giải đấu danh giá nhất nước Anh mùa này. Có cảm giác như Arsenal dường như đang đi đúng hướng để hướng tới danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh sau 20 năm chờ đợi. Nhưng đội bóng của Mikel Arteta không thể ngủ quên trên những kết quả tích cực vừa qua, vì cả hai lần họ đã mất điểm ở mùa giải này đều diễn ra tại Emirates, vì các trận hòa đều có tỷ số 2 đều trước Fulham và Tottenham. Có một điểm đáng chú ý khác từ những trận đấu trên sân nhà của Arsenal mùa này là cả 6 bàn thua của họ đều đến từ những trận đấu ở phía Bắc London. Chia sẻ về việc thi đấu trên sân nhà đang không được như ý muốn, huấn luyện viên Mikel Arteta tiết lộ do việc khán giả cổ vũ quá tích cực khiến các cầu thủ Arsenal bị hưng phấn quá mức nên nhiều lúc không giữ được tỉnh táo. Đó là điều mà đội bóng Bắc London cần phải cải thiện trong quãng thời gian tới. Arsenal càng cần phải cẩn trọng hơn, bởi nếu có bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu có khả năng giải quyết ngay cả một sơ suất nhỏ ở hàng phòng ngự đối phương thì đó là Man City. Đội đã ghi nhiều bàn thắng thứ 3 ngoại hạng Anh mùa này với 17 bàn. Với mong muốn trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League giành được 4 danh hiệu liên tiếp, Citizen đã có khởi đầu vô cùng ưng ý khi thắng cả 6 trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, chuỗi trận xuất sắc trong nước của Man City đã kết thúc đột ngột vào cuối tuần trước khi họ đã để thất bại 1-2 trước Wolves tại Molineux. Lần cuối cùng mà Man xanh thua 2 trận sân khách liên tiếp là vào tháng 2, khi trận thua thứ 2 xảy ra ở phía Bắc London dưới tay của Tottenham. Vấn đề lớn nhất của Man City lúc này đó là sự thiếu vắng tiền vệ trung tâm Rodri. Cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn bị treo giò sau thẻ đỏ phải gặp trong trận gặp Nottingham Forest. Thiếu vắng Rodri, tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này, khả năng đánh chặn và chống phản công của Man City yếu đi rõ rệt. Những mắt xích đã thay vị trí của Rodri như Kovacic, Matheus Nunes hay Calvin Phillips vẫn chưa thể thay thế được vai trò của cầu thủ này để lại. Điều này đang khiến huấn luyện viên Pep Guardiola đau đầu hơn bao giờ hết. Ngoài Rodri, Man City còn thiếu vắng nhạc trưởng Kevin De Bruyne vì chấn thương dài hạn trước đó. Nhưng tin vui cho nhà đương kim vô địch khi mà John Stones đã bình phục chấn thương và có thể ra sân vào cuối tuần này. Man City có thể ra sân với đội hình 4-2-3-1 với những cái tên sau đây: Ederson, Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Ruben Dias, Kai Walker, John Stones, Mateo Kovacic, Phil Foden, Julian Alvarez, Jemery Doku và Erling Haaland. Còn ở bên kia chiến tuyến, Arsenal sẽ vắng mặt Bukayo Saka. Sự vắng mặt của cầu thủ 22 tuổi này có thể khiến Arteta đau đầu trong việc lựa chọn ai để thay thế. Bên cạnh đó, Gabriel Martinelli vẫn phải ngồi ngoài sau khi dính chấn thương gân khuèo trong trận gặp Everton. Julian Timber cũng không thể góp mặt. Còn ở chiều ngược lại, Thomas Partey đã đủ thể lực để có thể thi đấu. Arsenal dự kiến sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 với những cái tên David Raya, Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Zinchenko, Declan Rice, Martin Odegaard, Thomas Partey, Kai Havertz, Fabio Vieira, Gabriel Jesus. Chiến thắng gần đây nhất của Arsenal trước Man City ở ngoại hạng Anh đã diễn ra cách đây 8 năm. Đoàn quân của Guardiola hiện đang có chuỗi 12 trận toàn thắng trước pháo thủ ở giải vô địch quốc gia. Nhiều chuyên trang thống kê đang đứng về phía Man City ở trận đấu này, cũng như dự đoán trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Còn các bạn dự đoán thế nào về kết quả và diễn biến của trận đấu này? Hãy để lại bình luận và cùng trao đổi nhé. Các cậu Sport xin được gửi lời cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.